Thế là mình xử cái gì phải có mặt đương sự người ta mới xử được, đúng không? À. Chứ giờ muốn xử là muốn xử kiểu nào xử à? Không có đúng. Cái vụ mà Hồ Di Hải vậy đó là ở trên mấy vị nói là xử quan, nếu mà giờ xử lại đó là cả mấy ông tòi với cái hệ thống của Bộ Công an dục rác sao? Nó có nhiều cái quan ức, nên sau này tất cả mà lãnh đạo phải cạo đầu vô chùa tu, tu ít nhất 3 tháng như kiểu Thái Lan vậy đó, rồi học sơ sơ Phật, phải không, mấy cái căn bản. Tại Phật là đâu phải dạy gì mình thành Phật không đâu, dạy cho mình sống ở cõi đời nữa, rồi điều hành quốc gia nữa, đủ kiểu hết á, còn lục hòa nữa kìa. Rồi bốn tứ tăng mới thành một trụ, tức là chùa nào á bắt buộc phải có bốn ông thầy mới là cái đó mới gọi là chùa. Mà hôm nay á là một rừng một cọp không à, ở thời đại mới một rừng cọp nhiều, mà trong khi Phật dạy là bốn ông. Tại sao bốn ông? Thì ông này mà có phạm giới á thì phải có ông kia ông ngó. Bây giờ một mình ổng á, ổng gọi bồ, gọi ghệ, gọi đồ seafood, đồ ai biết, đúng không? Ông ăn đi ông làm gì, ông làm đâu biết được. Cho nên mà thời đại này mà bốn ông ở chung chỗ thì đánh lộn. Nó tự vì cái thùng tiền á là chỉ có một cái chìa khóa thôi, một ông giữ thôi. Thời này nó khó chứ. Làm sai lời Phật dạy hết. Bởi vì cái đạo Phật á, thời mạt pháp là vậy. Thì cái thiên tâm trong tương lai sẽ đưa đạo Phật trở thịnh trở lại. Tại vì cha nói cái bài kinh thiên số 2 á, là tu theo Di Đà Quan Âm, tức là kinh Phật không bao giờ sai, chỉ có con người mình làm sai. Thời nay mấy thầy làm sai thì mới đưa cái đạo Phật đến biết bao nhiêu chuyện mà Phật tử thời nay á nhận giặc làm cha, chứ không có nhận cha mẹ mình là cha mẹ mình là vậy đó. Mấy chục năm nay á, thà nhận giặc làm cha, nhận thầy Nhật Từ làm cha đi. Phật á, cha mẹ thì không thờ, Thượng Đế với cha mẹ không ai thờ hết trơn á. Thế đó gọi là nhận giặc làm cha. Nhờ Thượng Đế được gì? Được lên thiên đàng hả? Ôi thiên đàng tôi chưa thấy, mà giờ tôi cần cái chén cơm vô bụng trước. Không thờ Thượng Đế luôn, thờ Phật, cao hơn thờ Phật. Những nam ta đâu có biết Thượng Đế với cha mẹ lại đâu, ít lắm. Bởi cha mẹ mới buồn, cái miếu nhỏ cũng không có đó, trong kinh Địa Mẫu có kể đó. Dạ sư phụ, có Liên Nguyễn hỏi là vì sao các vị A-la-hán có những dáng điệu khác nhau? Thập bát A-la-hán, sư phụ có 18 vị A-la-hán theo hộ. Nhưng mà mấy vị á, là khi mà thành A-la-hán á, là mỗi vị có một cái hạnh phẩm khác nhau. Thì đa số những vị A-la-hán là khi mà ngồi thiền á, là họ thành Phật thôi. Cho nên đạo Thiên Tâm hồi xưa cha ra trong tương lai á, là lấy thiền là chính. Cho nên tại sao mỗi lần mình nói chuyện này cuối tuần nè là thụ thiền để nhắc nhở người ta thôi, chứ mỗi ngày á, ai họ thiền á, phải ngồi nửa tiếng tới một tiếng. Chứ còn mình đọc kinh là khi nào mình đọc thì để mình hiểu, hiểu nhưng mà chỉ có ngồi thiền á, mình mới biết được, mình mới quán chiếu được những cái mà mình cảm thấy nó là quan trọng. Khi trong cái thiền á, mình thiền quán á, mình mới thấy cái đó nó là thật sự không có quan trọng. Cũng giả sử giống như mình nghĩ mình phải đi vô Valley Fair lựa được cái áo này, mua cái bóp nọ, nếu mình không biết ngồi thiền. Nhưng mà khi mình biết ngồi thiền á, mình ngồi thì tự nhiên cái chuyện đó nó là chuyện buồn cười á, không có cần thiết, cũng không quan trọng. Thì thứ nhất là mình tiết kiệm được 5.000 phải không, cái LV phải không. Thí dụ như cái đôi dép giày của mình nó chưa có hư nữa, nhưng mà mình tại mình cần phải bức xúc, mình cần phải lái xe đi đây đi đó, rồi ăn mặc đồ vô rồi chứng diện đồ không, thì mình cứ nghĩ là mình phải đi. Rồi cái mình bắt buộc phải đi, mình không đi á mà ai mà gọi lại là mình quậu,
người đó là không biết thiền. Còn khi mà mình có cảm xúc đó đó, muốn rời khỏi nhà đó, là mình cứ vô trong phòng mình ngồi, ngồi nửa tiếng, mấy con cứ thử đi, chừng 3 lần, đỡ tốn xăng, đỡ tốn tiền shopping nữa, mà thấy vui nữa. Ở nhà chơi với con phải không, gọi điện thoại thăm ba má rồi thấy vui hơn.